Xin chào các bác đang theo dõi kênh của Khang Phú Đạt Audio. Hiện tại kỹ thuật viên đây là bạn Hậu đang chuẩn bị test một con CMS 1006 cao cấp mà bên Khang Phú Đạt Audio đang phân phối. Đang test cho anh Hùng ở thành phố Hải Phòng. Bọn em chân thành cảm ơn anh Hùng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ và sản phẩm bên công ty của bọn em nhé. Đây rút con này ra đây. Đây, đây chính là con CMS 1600 đây. Bây giờ bạn Hậu sẽ test kỹ trước khi mình gửi giao hàng tiết kiệm cho khách hàng. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Dây anh để sẵn ở dưới đấy, không cần phải lấy cái dây kia lại. Test ký từng đường em nhé. Nhìn chất đúng không các bác? Màu mè. Rất là đẹp. Nó lại vặn đẩy lên đấy. Đây nó đang khởi động đây. CMS 1600. Con này nó có hai bộ nhớ effect các bác nhé. Hai bộ nhớ riêng biệt luôn. Effect 1 một bộ nhớ và effect 2 một bộ nhớ. Thì tổng cái bộ nhớ này nó có đến 40 preset luôn đấy. Bây giờ em cứ test đi. Khi mà từ nhà máy người ta chuyển đi thì tất cả các setup người ta cho kịch lên, bởi vì trước khi đi người ta cũng đã test sẵn rồi. Nhưng bây giờ mình cũng phải test lại, bởi vì trong cái lúc mà người ta vận chuyển đó, từ nhà máy đến công ty mình thì nó qua rất là nhiều chặng đường, rất là xa xôi, cho nên là mình cũng không biết được là nó có bị lỗi gì trong lúc vận chuyển không. Test kỹ. Và nhân sau đây thì cũng sẽ set up cho bác cái ba chế độ effect theo yêu cầu luôn. Ok. Em cứ test từng đường trước đã. Thử alo luôn em. Lên. Ok. Hey. Wait. Lên. Ok, là tất cả các đường in đã ngon rồi.
ổn định, rất là bình thường. Thì bây giờ sẽ đến phần setup effect. Đây. Ok. Về cơ bản thì con mixer này thì effect mặc định của nó khá là hay rồi. Nhưng bây giờ mình cũng sẽ phải can thiệp cho nó phù hợp với cái kiểu nghe của đám cưới, đúng không ạ? Ở đây thì bây giờ bạn Hậu sẽ setup 3 chế độ effect luôn. 3 chế độ effect cho bác Hùng luôn. Bên em dáng xuất tuyệt vời. Rồi, ok, đấy là sau khi test xong 3 chế độ effect rồi. Cài chế độ mặc định chưa? Em đang bắt đầu cài. Đó, các bạn xem, đây là em sẽ cài effect control. Có một lấy một cái cái xương này nó có hai bộ nhớ effect, cho nên là khi mình khởi động lên luôn thì nó đều nằm ở 101 các bạn nhé. Sau khi em đã set rồi thì lúc này em sẽ hát thử một ca khúc cho các bác nghe thử. Bây giờ bạn Hậu sẽ đóng vào tu và gửi cho anh Hùng qua đường bưu điện. Và khi đóng thùng thì em nhớ cho tặng anh cái cuốn, một cuốn sách kiến thức âm thanh cơ bản em nhé. Để cho cái này vào đây luôn. Em dán tem bảo hành vào luôn đấy. Đối với mixer như thế này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác 1 năm nhé. Bảo hành 1 năm và trong vòng 7 ngày đầu nếu các bác không hài lòng với sản phẩm này thì các bác có quyền đổi mới sang một sản phẩm khác tương đương, hoặc là trong vòng 30 ngày đầu nếu mà có lỗi của nhà sản xuất thì bọn em sẽ đổi mới cho bác con khác luôn. Đấy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Hãy truy cập website khangphudataudio.com để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía Bắc 0981 678 963, hotline phía Nam 0933 333 245. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom phía Bắc tại số 8 Phố Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoặc showroom phía Nam tại số 8 đường số 4, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Khang Phú Đạt Audio để có thể chiêm ngưỡng những siêu phẩm trong những video tiếp theo.